Mẫu SUV Suzuki Jimny 5 cửa đã được trưng bày tại thị trường Đông Nam Á, ngày bán ra có lẽ đã không còn xa. Dự kiến, Suzuki Jimny 5 cửa sẽ ra mắt hai thị trường Đông Nam Á là Philippines và Indonesia trong năm 2024. Trong những ngày cuối năm 2023, Suzuki Jimny phiên bản 5 cửa đã liên tục bị bắt gặp tại hai quốc gia Đông Nam Á là Philippines và Indonesia. Tuy nhiên, mẫu SUV được mệnh danh tiểu Mercedes-Benz G-Class này lại xuất hiện chính thức trong triển lãm ô tô Singapore 2024 diễn ra ở đảo Quốc sư Tử từ ngày 11, 14 tháng 1 vừa qua. Tại triển lãm, chiếc Suzuki Jimny 5 cửa đã được trưng bày cùng với phiên bản 3 cửa. Xe thu hút sự chú ý với màu sơn đỏ Linh Red bắt mắt. So với phiên bản 3 cửa, ngoài việc có thêm hai cửa bên sườn, Suzuki Jimny 5 cửa còn có một thay đổi nữa trong thiết kế, đó là lưới tản nhiệt mạng chrome. Trong khi đó, Thiết kế tổng thể của xe về cơ bản là giống Suzuki Jimny 3 cửa. Xe cũng có đèn pha hình tròn, lưới tản nhiệt với 5 khe nằm dọc, vành hợp kim 15 inch và lốp dự phòng nằm trên cửa cốp. Bên cạnh đó là những chi tiết màu đen tạo cảm giác khỏe khoắn như cản trước, cản sau, ốp cô lốp, ốp gương chiếu hậu và bệ cửa. Sự khác biệt lớn giữa Suzuki Jimny 5 cửa và 3 cửa nằm ở kích thước. Theo đó, phiên bản 5 cửa sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn lần lượt là chiều dài 3985mm, chiều rộng 1.645mm, chiều cao 1.720mm và chiều dài cơ sở 2.590mm. Trọng lượng của xe cũng tăng 90kg, trong khi bán kính vòng quay tối thiểu thay đổi từ 9,8m lên 11,4m. Tuy chiều dài tăng 505mm và chiều dài cơ sở lớn hơn, 340mm nhưng Suzuki Jimny 5 cửa vẫn được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi như phiên bản 3 cửa. Bù lại. Thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả hai hàng ghế đã tăng 85 lít lên 211 lít. Cũng như bản ba cửa, Suzuki Jimny 5 cửa sở hữu trang bị không thực sự nổi bật, với đèn pha led tự động bật trên tắt, tay nắm cửa cùng màu thân xe, màn hình cảm ứng trung tâm 9 in, hỗ trợ Apple CARPLI trên Android Auto, ghế bọc nỉ, phanh tay chỉnh cơ và điều hòa tự động ở bản cao cấp. Trang bị an toàn của xe cũng dừng ở mức cơ bản với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống kiểm soát hành trình Cruiser Control. Động cơ của Suzuki Jimny 5 cửa vẫn là động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 136 Nm, dùng chung với Suzuki XL7 đang bán ở Việt Nam. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh All Grip Pro. Hiện Suzuki chưa có kế hoạch bán Jimny 5 cửa ở thị trường Singapore. Jimny 5 cửa hiện chưa được bán ở Singapore. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ quan sát xe mẫu xe này có thu hút sự chú ý và nhận về những phản hồi tích cực của khách tham quan triển lãm, cũng như cộng đồng Jimny ở Singapore hay không. Dự kiến, mẫu xe này sẽ ra mắt hai thị trường Đông Nam Á là Philippines và Indonesia trong năm 2024. Trong khi đó, ở Việt Nam, Suzuki Jimny 3 cửa cũng sẽ được giới thiệu trong năm nay, nhiều khả năng vào tháng 3 năm 2024 theo tiết lộ của nhân viên bán hàng tại đại lý. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.